Thưa quý vị, Công an tỉnh Bến Tre vừa bắt được Nguyễn Trọng Hiếu, 28 tuổi, là đối tượng truy nã của Công an tỉnh Bến Tre về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồi năm 2019, Hiếu bị tuyên phạt một năm tù giam. Trong lúc được cho tại ngoại chờ chấp hành án, Hiếu đã bỏ trốn. Đến trưa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bến Tre xác định Hiếu đang lận trốn tại nhà của Võ Huỳnh Ngọc Hân ở khu phố 1, phường 4, nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện đối tượng đang trốn trong một căn hầm bí mật tại phòng ngủ trong nhà